Owen, Mitoma là thương vụ hời nhất ở Premier League. Cựu tiền đạo Michael Owen đánh giá cao tài năng của Kaoru Mitoma sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ người Nhật Bản trong màu áo Brighton. Owen, cựu cầu thủ Liverpool, viết trên trang cá nhân, lại một bàn thắng đẹp của Mitoma. Erling Haaland có thể là bản hợp đồng của mùa giải này nhưng tôi thấy Mitoma, với mức phí chuyển nhượng chỉ 2,6 triệu bảng, sẽ là thương vụ hời nhất ở Premier League. Phút 26 trận đấu giữa Brighton và Leicester City tại Premier League hôm 22 tháng 1 giờ Hà Nội, Mitoma đi bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Timothy Castagner của Leicester trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số cho Brighton. Đây là bàn thứ tư của Mitoma sau 14 trận tại Premier League năm 2022-23. Paul Merson, chuyên gia của Sky Sports, cũng thốt lên, Mitoma là cầu thủ có sự tiến bộ nhanh nhất ở Premier League mùa này. Đó là một pha dứt điểm hoàn hảo. Mitoma là phát hiện thú vị ở Premier League, 5 trận gần nhất. Cầu thủ sinh năm 1997 ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo. Tiền vệ người Nhật Bản tỏa sáng ở các cuộc đối đầu Arsenal, Everton hay Liverpool trước đó. Khả năng đi bóng là điểm mạnh của Mitoma. Hus có thống kê tiền vệ này sở hữu trung bình 2,2 lần qua người thành công trong 90 phút. Thành tích chỉ kém Erlend Saint-Maximin, 3,9, Seth Benrahma, 2,6 và Samuel Edoji, 2,3. Mitoma gia nhập Brighton vào tháng 8 năm 2021 với mức phí 2,6 triệu bảng từ Kawasaki Frontale. Hiện tại, Transfer Market định giá tuyển thủ Nhật Bản ở mức 7,5 triệu bảng, mức giá cao nhất trong sự nghiệp của Mitoma. Phong độ cao của Mitoma góp phần giúp Brighton đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm sau 19 trận. Họ kém đội đứng thứ 5 là Tottenham 5 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.